chúng ta có custom URL này, thì chúng ta xem, chúng ta thử xử lý như thế này. Trong trường hợp có keyword thì chúng ta sẽ có cái hỏi chấm keyword bằng, đây chúng ta sẽ là cái string này, here doc bằng đô la request chọn keyword và trả nó ra ngoài. Chúng ta thử xem nhé, vẫn là đang search đúng không? Rồi xong, ở đây chúng ta không có phân trang, chúng ta sẽ phân trang cái này, nó rơi vào tầm khoảng 5 bản ghi thôi để test. Tôi quay rồi, rút ra đi. Ông sang hẳn bên góc bên này, ông cắm đi. Đây này, máy trên này rất nhiều, dưới kia rất nhiều. Ngồi đâu ngồi tránh xa cái chỗ ấy ra. Nó vẫn ra phân trang như bình thường đúng không? Chúng ta hover vào, nhìn thấy cái keyword không? Ở góc dưới kìa, keyword bằng chính cái từ mà chúng ta vừa mới search và có thêm cái page bằng 2. Cho nên khi chúng ta chuyển sang trang thứ hai, nó vẫn còn thuộc về cái đoạn tìm kiếm đó. Ngoài ra chúng ta có thể là để lại cái từ tìm kiếm ở ngoài này nữa, bằng cách chúng ta return, nếu chúng ta sẽ có một cái biến là keyword bằng biến đô la request trỏ đến keyword ở đây, và chúng ta return cái này luôn, phải keyword ra ngoài. Và ở ngoài giao diện, ở phần value của input ấy, chúng ta hiển thị luôn cái giá trị ra, đô la keyword, được chưa, hiển thị thẳng ra ngoài. Trang số 3 cũng như vậy, trang số 1 chứ nhỉ. Đấy là cái cách chúng ta giữ lại cái keyword này, nó có vẫn còn tồn tại ở trên cái URL của chúng ta để chúng ta có thể sang trang khác. Còn nếu chúng ta không có cái này, trong trường hợp chúng ta không có cái này, chúng ta nhìn thấy hậu quả ở đây. Chúng ta nhìn trang 1 là gì? Post bằng page 1, không còn keyword nữa đúng không? Click về. Bây giờ các bạn nhìn này, nó lại ra 34 kết quả. Đúng không? Rất là dở hơi khi mà làm như vậy. Cho nên là chúng ta có cái cách giải pháp như sau. Thêm cái phần keyword này vào, with path cho URL.
Được chưa? Các bạn tự CSS lại cho cái nút nó lên trên nhá. Cái này không khó. Sau đó việc tiếp theo tôi sẽ hướng dẫn các bạn làm phần create và tích hợp cái TinyMCE vào trong này. Nó sẽ như thế nào. Xong chưa? Rồi, ở đây chúng ta sẽ chuyển sang là cái nút create ấy. Đây là kết add đúng không? Thì chúng ta sẽ sinh ra một URL mới là đi copy lại cái add ở trong thằng category. Bên xuống. Đây là chuyển thành post add và post controller hàm add. Name bằng post s. Và đẩy sang bên này ở cái nút tạo mới đưa sang. Sau đó ở cái controller chúng ta sẽ tạo thêm lại đi lấy ở bên cái kết kia về, có cái hàm s đấy, chúng ta lấy luôn về. Ở đây chúng ta model sẽ bằng new post và ở đây chúng ta sẽ use thêm cái app sược category. Kết thì nó sẽ bằng là kết on. Biết vì sao lấy on không? Để sinh ra một cái thẻ select để chọn một cái sản phẩm, cái danh mục hoặc cái bài viết chúng ta thêm mới vào, nó thuộc về cái danh mục nào, chúng ta phải để kết on ra ngoài. Và return view là admin.post.form có model, có kết như bình thường. Và chúng ta đi copy lại cái file form ở trong category. Tạo mới ra đây là form.blade.php. Copy này vào. Đây chúng ta tí nữa sẽ sửa thành post save, method post, CSRF view, model ID, tên tiêu đề. Đây chúng ta sẽ sửa thành tiêu đề. Name, model name, error của name. Tiếp theo nữa là danh mục cha. Chúng ta vẫn giữ thế. Vẫn giữ như này. Dưới nữa, đó là cái mô tả ngắn. Chúng ta sẽ có cái phần mô tả ngắn ở đây. Đây là mô tả ngắn. Chúng ta không dùng input nữa mà chúng ta sẽ sử dụng cái này. Chúng ta sẽ sử dụng là thẻ text area có name bằng short DSC có class bằng editor. Và nội dung bên trong nó sẽ bằng echo của cái model trở đến short DSC. Ở dưới cùng, ở dưới nữa của nó là content, nội dung. Đây là content. Ở dưới cùng nó sẽ là tên tác giả. Và cái này chúng ta sẽ để lại, quay lại là cái thẻ input. Value bằng model cho đến author. Đây là get ID.
brand name, đúng không? Và chúng ta thử coi. Danh mục văn hóa, tiêu đề này, văn hóa này, mô tả ngắn, nội dung, sao lắm nội dung ấy nhỉ? Cái nội dung cuối cùng là tên tác giả nhé. Chúng ta sẽ ốp cái file MC đi vào. Giờ tí nữa tôi sẽ, các bạn cứ ngó ra nhá, xong tí nữa tôi sẽ đẩy code lên để các bạn lấy về cho nó nhanh. Các bạn để này, đây là cái text area đúng không? Đây là cái thẻ text area này. Bây giờ các bạn quay lại cái phần layout admin. Tôi sẽ có ở đây share admin JS đây đúng không? Rồi các bạn vào cái trang đấy, admin này, share này, admin này, JS blade này, kéo ông dưới cùng. Ở đây tôi đã có, các bạn đến này, cái tiny MC init đúng không? Tôi đã tích hợp sẵn nó rồi. Bây giờ các bạn sử dụng nó thì là tiny MC init. Cái selector, các bạn để cái selector này. Selector là text area có gì? ID là editor thì sẽ được áp dụng đúng không? Lúc này chúng ta tạo ra hai cái thẻ text area có gì? Đâu nhỉ? Đây đây đây, text area có gì? Class là editor. Thì chúng ta sẽ sửa cái dấu thăng này thành dấu chấm. Được chưa? Sửa dấu thăng thành dấu chấm. Và áp dụng cái này vào đây. Chúng ta coi. Được chưa? Đúng không? Tiny MC bây giờ chúng ta có thể sửa text này. Bôi đen này. Xuống dòng căn giữa này. A, B, C, X, Y, Z. Nếu mà không muốn bôi đen nữa thì tắt nó đi. Được chưa? Chèn ảnh lên thử coi nhá. Không chèn được. Lỗi rồi. Đây chúng ta không chèn ảnh, chúng ta chỉ có thể chèn được nếu mà như bình thường. Chúng ta chỉ có thể chèn được cái này từ cái URL ảnh trên mạng ấy. Để nhét được vào đây. Như này chúng ta không chèn được. Đẩy file lên. Cô lên luôn. Lên luôn cậu bảo hỏng rồi, tại sao lại như thế, sao file không được, được rồi, tôi tạm thời cứ vứt ra được đã nhá, tí nữa tôi sẽ có fix lại, sửa lại cái emit này thì sao nó không lên, chẳng hiểu lắm. Được chưa? Đẩy lên đã để cho các bạn có cái dữ liệu đã. Lên được nhá.
chả hiểu sao không lên được. Có thể là do nó ảnh đẩy cái ảnh này lên lâu quá. URL TinyMC Finance. Rồi lên rồi đấy, các bạn lấy về đi. Thư viện tôi đã có hết rồi. Bây giờ các bạn chỉ ốp nó vào để cho nó chạy lên rồi đã. Xong tí nữa tôi sẽ fix đốt cái phần ảnh ngọt này cho. Sau này lên mà kiếm được. Này thì lại có. Này không có. Ồ, bảy.
không search được. Đang treo. Cái phần đấy để tôi sẽ search sau, tôi thông báo cho bạn sau nhá. Rồi đây chúng ta đã thêm được hai cái phần này vào rồi. Bây giờ chúng ta thử thêm dữ liệu và submit nó lên. Thì cái phần làm validate dữ liệu thì các bạn tự làm nhá, tôi không làm đâu nhá. Tự làm phần đấy. Bây giờ chúng ta xếp xuống thì có như có thế nào? Như nào? Xếp nhá. Tôi làm xếp để tính là tôi làm upload file trực tiếp lên cho các bạn coi xem nó làm sao. Chúng ta sẽ có như sau. Ở ngoài cái admin này chúng ta sẽ có một cái là post save. Post save này. Đây là post controller save. Chúng ta lại đi sang category controller. Đi copy cái hàm save về. Đây chúng ta nhận cái biến request thôi. Nếu request ID bằng 0 lớn hơn 0 thì post file request ID, còn không thì bằng new post. Sau đó fill, model fill. Thì cái fill, để có cái fill này thì chúng ta sẽ phải viết vào trong cái phần này. Fillable là title này. Short DSC này. Content này. Author. Đó, còn mấy thứ. Rồi chúng ta fill vào. Fill all. Xong model save, save xong chuyển sang post index. Được chưa? Test nha. Tiêu đề đây là My to Anh. Test 1. Danh mục du lịch. Mô tả ngắn. Đây là mô tả ngắn mùi đậm. Nội dung ảnh. Thì đây là nội dung test. Và chèn một cái ảnh vào đây. Rất to, tên tác giả là Thiện TH. Rồi. Rồi vào đây nhỉ. Ô bỏ mẹ. Chúng ta quên chưa đổi lại URL ở trên cái này. Đây là post save. Post save. Đổi lại, các bạn đổi lại cho tôi nha, tôi quên xử luôn mất.
cái mới này. Ui giời ơi. Few title. Ở đây, cái này là title. Còn sai nhiều lắm. Tôi toàn quên rồi. Get ID sao lại không lên nhỉ? Nên get ID thôi. À cái này chưa có. Đây rồi. Có tiêu đề Mai Tú Anh này, thuộc danh mục sức khỏe này. Chúng ta vào DB kiểm tra. Đây, Mai Tú Anh các bạn xem này, cái editor nó sẽ chuyển dữ liệu của chúng ta sang dạng là thẻ P và các cái thẻ HTML. Các bạn thấy không? Còn lại là hiển thị giống như bình thường, nhưng mà cái editor ấy, cuối cùng nó mã hóa sang kiểu dạng như thế này. Thấy không? Cho nên là chúng ta xếp xuống dữ liệu vẫn như bình thường. Đó. Filter và xếp xuống như bình thường. Bây giờ tôi sẽ thêm một phần nữa ở trong này là up cái ảnh lên nhá. Dưới cái tiêu đề sẽ là cái ảnh này. Deep Form Group. Trong này có label là bằng label và input. Đây là ảnh. Input type bằng file, name bằng feature, image không có value, class vẫn còn form control rồi. Đây giao diện đây, có phần ảnh rồi đúng không? Tiếp tục này, có đây này, đây là áp ảnh lên để lưu ảnh xuống này. Thì trước khi anh up ảnh lên ấy, các bạn phải lưu ý một điều, đó là chúng ta phải sửa lại cái phần này, nên sửa nhé. Đó là nó có cái phần config file system. Ở trên này nó sẽ có một cái phần là local. Chúng ta đang khi mà các bạn up ảnh lên, khi mà lưu xuống mặc định ấy, thì nó sẽ lưu vào trong storage path. Tức là cái thư mục này. Nó sẽ lưu vào, không phải lưu vào trong public mà nó lưu vào trong cái thư mục storage. Path là bằng framework này, lưu trong này. Đây lưu vào storage public, nó sẽ lưu ở đây. Bây giờ chúng ta phải đổi cái path này để cho khi mà chúng ta lưu file xuống, nó sẽ chuyển vào public. Chúng ta chuyển sang là public path và xóa các đoạn phần sau này đi, xóa đoạn phần sau này đi để cho nó chuyển sang cái thư mục public. Có thế thôi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ ở trên này, chúng ta có cái gì? Sau khi filter xong hết này, chúng ta if request trỏ đến hash file tên là feature image. Bây giờ tên là feature image thì chúng ta sẽ có cái file name bằng upload sườn
cộng với cái unique ID, ví dụ thế, cộng với một cái dấu gạch ngang, cộng với request trỏ đến file tên là feature image, trỏ đến name. Chúng ta dd ra cái file name để xem có đúng không. Tôi cũng không chắc chắn lắm. Thử nhá. Has file, request has file, feature image, feature image, đúng rồi mà. Chờ tí nhá. Request head file photo đây. À, không có file bởi vì chúng ta đang thiếu cái này. Encrypt type bằng multipath. Sửa form data. Đây, do thiếu cái này nên chúng ta không gửi file lên được. Chúng ta phải thêm nó vào. Được, có file rồi. Sau khi có file thì chúng ta tiến hành lưu nó xuống. Head file này, upload này, file name này. Úi dồi ôi. Có request photo extension. Request cho đến feature image. Chọn đến extension. Rồi, sau đó chúng ta sẽ sử dụng cái hàm này. Đây. Request feature image. Store as, upload, và bây giờ mình sẽ có file name, chuyển vào đây cái biến file name và mình sẽ có cái model trỏ đến feature image bằng upload chấm file name. Rồi model mới save cho các bạn coi nha. Upload ảnh, chọn một cái ảnh. Gửi lên. Function store app. Chọn đến feature image store app.
Rồi xong. Các bạn nhìn đây này. Nó đang đẩy ra upload tên một cái đoạn text, sau đó đến gì? Sau đó lại đến cái này nhỉ? Sai rồi. Chấm. Làm lại nhá. Gửi lên. Đây, cái này mới đúng này. Thì chúng ta truy cập cái ảnh này thử coi nhá. Bằng localhost 8000 sượt upload jpeg. Được chưa? Bây giờ ra cái ảnh rồi thì chúng ta sẽ có như sau. Ở ngoài cái index muốn hiển thị ra cái ảnh thì chúng ta sửa lại một chút là xong. Đây, ảnh này đúng không? Chúng ta sẽ có như sau. IMG có src bằng asset path là bằng cái p trỏ đến feature image, nhớ set width cho nó không lại to vật ra, width bằng 80 pixel, được chưa? Đấy, thì đây là áp ảnh bằng hai cách, một cách là sử dụng editor, một cách là sử dụng up lên trực tiếp. Thì các bạn về ngó lại cái video nhá. Quan trọng nhất, chúng ta nhớ cho tôi hai phần khi mà upload ảnh. Thì thứ nhất là chuyển cái thư mục upload ảnh như chữ ảnh ấy, chuyển sang là public path ở trong cái file system trong phần config. Cái thứ hai nữa là ở cái form của chúng ta ấy, phải có cái input type bằng multi path form data thì ảnh mới lên được. Và cái thứ ba, khi mà lưu dữ liệu ấy, thì chúng ta phải kiểm tra xem là có file không đã, sau đó mới đổi tạo ra một cái tên mới cho cái file, rồi cuối cùng là lưu file xuống và cuối cùng gán cho cái trường chứa cái dữ liệu về file ảnh đấy, chuyển thành cái đường dẫn đến ảnh và lưu xuống. Đấy, thế là xong. Thấy chưa nhỉ?